Rồi, mở remote lên trước. Mở máy xe lên. Rồi, thử xe vào ga, xe vào lái đi. Rồi, đá thắng rồi, có không? Rồi, được rồi. Rồi, chỉnh cái, nếu mà có hai người á, thì một người bóp cò ga cao lên rồi mới giật máy. Còn không á, thì chỉnh nút giữa trên... nút pH kim này cao lên hết cỡ. Rồi, cao lên hết cỡ. Rồi lát nữa khi nó nổ máy là mình chỉnh ngược về. Rồi. Chỉnh kim xăng bằng mắt. Rồi, gió mình cũng lại thôi. Rồi, bây giờ bật bô dịch máy cho lên xăng. Bịch bo giật máy lên xe. Bịch bo giật máy để xăng nó chạy trong ống nè. Nó chạy vô trong ống, nó chạy đầy vô trong máy là được rồi, được rồi, đừng dư cứng. Rồi rồi. Rồi. Giờ châm màu cho. Châm màu cho rồi giật. Nghiêng xe mở buli ra để kiểm tra coi nó ngập xăng không. Kiểm tra buli có lửa nè, đó buli nó đỏ lên vậy ha. Rồi giờ gắn buli vô lại. Chỉnh gió thêm miếng đi, chỉnh gió thêm miếng, mở gió bên này.